Giày đua VTV Cup vinh quang. Xuất phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến chương trình này.